Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị là bốn con giáp có hạn trong cái tháng 2 âm lịch này và cần cẩn trọng cái chuyện công việc và tiền nong kéo bị mất trắng. Thì theo các cái chuyên gia phong thủy thì nếu cẩn trọng hơn thì bốn con giáp này sẽ bình an đi qua được cái thời điểm khó khăn này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bốn con giáp này. Thứ nhất là tuổi Dần. Thì theo các cái chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là một trong những con giáp dám đứng mũi chịu sào nhất. Họ không ngại nhận sai, dám đứng ra chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, rất hiên ngang, thẳng thắn và đường hoàng. Chính vì thế mà cả trong công việc lẫn cuộc sống, họ đều thu phục được nhân tâm, nhận được sự tín nhiệm và đánh giá cao từ người khác. Đường quan lộ có nhiều tiềm năng phát triển, thích hợp trở thành lãnh đạo. Và trong năm Canh Tý thì tuổi Dần nhận được lộc trời. Con đường công danh sự nghiệp có nhiều tiến triển tốt, lương thưởng tăng cao, thậm chí còn hơn cả cái sự mong đợi của họ. Đặc biệt, các cái thời điểm may mắn của họ giải đều ra cả năm. Do đó mà tuổi Dần có nhiều cái thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng và bứt phá vào đúng cái thời điểm mà có thể thu về thành tựu lớn. Có vận vượng quý nhân, tuổi Dần sẽ dễ được cất nhắc lên các cái vị trí cao trong năm nay. Tuy nhiên thì tử vi học có nói là tháng 2 âm lại không phải là cái lúc thích hợp để tuổi Dần thực hiện các cái kế hoạch làm ăn. Đây là lúc mà họ cần phải thận trọng hơn trong công việc, chú ý không đầu tư rủi ro hay là đặt bút ký vào các cái hợp đồng khi chưa chắc chắn hoàn toàn. Ngoài ra thì tuổi Dần cũng được khuyên nên hạn chế đi lại, không cho người khác vay tiền để tránh xảy ra những cái điều ngoài dự tính. Thứ hai là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ trời sinh là những người rất hóm hỉnh, hài hước và tinh tế. Họ cũng nổi tiếng giữ bình tĩnh giỏi trong những lúc nguy nan, được ví là mắt bảo, là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho những người thân của họ. Ngoài ra thì tuổi Tỵ còn rất giỏi che giấu bản thân. Nhiều người có vẻ ngoài lười nhác, chậm chạp, nhưng thực sự lại có bộ óc nhanh nhạy, lúc nào cũng tìm tòi, không ngừng nghỉ. Tử vi học có nói là năm Canh Tý 2020 là một năm mà tuổi Tỵ đón đợi cả hoa thơm trái ngọt và cả những cái thử thách. Tháng 2 âm là cái giai đoạn khó khăn đầu tiên của họ. Vượt qua cái giai đoạn này thì con đường đi lên thành công của tuổi Tỵ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Theo các cái chuyên gia phong thủy thì để có thể yên ổn đi qua tháng 2 âm, tuổi Tỵ nên tiếp tục công việc hiện tại, không nên đưa ra những cái thay đổi lớn trong cái sự nghiệp như chuyển việc, chuyển chỗ hay thực hiện các cái dự án làm ăn quan trọng. Bên cạnh đó thì tuổi Tỵ cũng được khuyên là nên cẩn trọng hơn trong chuyện chi tiêu, không nên hoang phí cho những cái thứ không cần thiết, tránh xa cái lối sống phô trương rẻ rẻ. Và thứ ba đấy là tuổi Dậu. Tuổi Dậu trời sinh là những người rất phức tạp, bề ngoài thì có vẻ mạnh mẽ là chỗ dựa của người khác, nhưng kỳ thực bên trong họ lại là những con người tình cảm yếu mềm, luôn cần sự động viên và hỗ trợ của những người mà họ yêu thương. Theo các cái chuyên gia phong thủy thì trong năm Canh Tý 2020, tuổi Dậu là một trong những con giáp may mắn nhất, gặp được rất nhiều cơ hội tuyệt vời trong công việc, có thể khẳng định bản thân và xây dựng được vị trí vững chắc trong xã hội. Tuy nhiên, tử vi học có nói là sau tháng 1 âm, may hết phần thiên hạ, thì đường tài vận của tuổi Dậu trong tháng 2 âm có phần chững lại, thậm chí có thể gặp những cái trở ngại không ngờ. Do đó mà tốt nhất là họ cần phải thận trọng trong mọi chuyện từ công việc đến cuộc sống. Tuổi Dậu được khuyên là nên yêu cầu sự trợ giúp của người khác nếu cần, luôn lạc quan thì sẽ dễ dàng vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn này để tiến tới tháng 3, thời điểm thần tài gõ cửa nhà họ. Và thứ tư là tuổi Thân. Tuổi Thân trời sinh vốn là nổi tiếng nhanh nhẹn, thông minh và sáng tạo. Họ có những cái cách tư duy rất độc đáo mà hiếm người có được. Họ cũng là những con người rất hài hước và lạc quan, nhờ đó mà có thể dễ dàng đi qua những cái thời khắc khó khăn. Và trong năm Canh Tý 2020 thì tuổi Thân được cho là
sẽ gặp được nhiều thử thách hơn so với năm Kỷ Hợi 2019. Họ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để có thể gặt hái thành công cho bản thân. Đặc biệt là Tử Vi học có nói thì sau tháng 1 âm với tài vận hơi kém thì tháng 2 âm cũng là cái lúc mà con đường sự nghiệp của tuổi Thân chưa nhiều bước tiến triển. Theo các cái chuyên gia phong thủy thì tuổi Thân không nên nóng vội mà cần bình tĩnh và lạc quan để vượt qua cái giai đoạn này thì mới mong thu về kết quả tốt trong tháng 3 âm, thời điểm được cho là vô cùng may mắn của họ. Quý vị thân mến, tuy nhiên thì đối với các cái thông tin này cũng chỉ mang tính chất là tham khảo. Mong rằng quý anh chị và các bạn sẽ luôn có cái nhìn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.